chuyện bữa nay luôn á. Vô nè. Còn một cái nhà này có hai mẹ con nè. Mà hai mẹ con nó yêu thương nhau chứ lắm luôn á, thấy không? Ba ở tập thể không chứ không có phải nghèo mà ở giờ đâu nghe. Đi vô đây. Thôi. Hôm nay rồng lại đến nhà tôm cơ đấy. Vâng, tôm hùm. Hôm nay tôi đem con trai tôi đến đây để hỏi cưới con gái cô. Hỏi cưới một thái độ kỳ. Thì đến thì cũng đã đến rồi. Nếu mà nhà đằng bên ấy hỏi là khách cưới bao nhiêu thì tôi cũng chỉ nói đơn giản này. Nhà tôi thì cũng phải giàu có gì, cũng gọi là nhà tranh vách đất thôi. Nhưng mà thách cưới thì cũng phải có. Vàng tôi không cần nhiều nhưng cũng phải có. 25 cây. Mày nghe thấy chưa? 25 cây. Một trăm chỉ. Một trăm chỉ. Một trăm chỉ là bao nhiêu? À, 10 cây. 10 cây. Nói 25 cây mà bảo 10 cây là 10 cây. Ít nhất không được 25 cây, cũng phải được 24 cây. 14 cây. 22 cây. 14. 21. 15. 20. 16. 19. 6. 18. 17. 18. 17. 18. 17. 18. Đừng ý đừng cay nữa nè. Nét giống ai hay cay ghê. Tôi đồng ý. 18 cây mà cứ kỳ kèo, tôi có đòi nhiều đâu. Mình nói tiếp đi. Thì bây giờ cái vàng là mình xong rồi nhá. Dạ. Là gia đình mình xong. Dạ nhá. Thì đương nhiên là đất thì tôi cũng không có tham. Gia đình tôi có dùng gì đến đất đâu. Đất tôi không xin nhiều. Tôi lấy nhiều đất làm gì? Đúng rồi. Đúng. Ba. Trời ơi, dễ thương trời ơi. 3 mét trời ơi, tôi cho thoải mái. 3 mét là giữ về để chôn đi ha. Không ai cần 3 mét trơn á. Thế bà đợi bao nhiêu? 3.000 mét chứ 3 mét thì... Ôi trời đất ơi, ôi trời ơi, nó đợi tới 3.000 mét. Mày thấy chưa? Con gái tôi là tôi cũng nuôi đấy. Biết bao nhiêu cơm áo gạo tiền trong đấy đấy. Có 3.000 mà cứ ngồi sân si sao đo cơ, khổ lắm. Thôi được rồi, tôi cho 3 mẫu ấy. Thôi xin vàng à. Dưỡng cho 3 mẫu. Lộn rồi. Hả? Má là gấp 10 lần đó hả? Cái kỳ đấy. Bao đầu mà là cho 7 cho ai. Tôi không được quê. Ông, tự nhiên là tôi cũng thấy bà là đẹp lên đôi phần đấy. Cảm ơn. Thế bây giờ bà còn gì nữa nào? Còn cái gì thì Thôi mẹ. Kỳ vậy? Thôi mẹ. Gì vậy? Nhà tôi thì bà thành đã nhà tranh bách đất. Tôi cũng sống như vậy rất là buồn cực lên. Thôi chị ơi, chị bớt lại. Mọi người nhìn đấy. Nhà tôi là cũng nghèo. Thế? Nhà tranh bách đất nuôi con nó khôn lớn. Bây giờ là tôi cũng chỉ mong là sang sửa được cả cái nhà cho vợ chồng thôi. Không xin nhiều nhé, sửa sơ sơ ở được thôi. Dạ, chắc được nữa hả? 6 tầng. Trời ơi. Trời đất ơi bà ơi. Chứ bà tính là bà mua hòm bà chôn à. Bà là 6 tấm. Má, 6 tấm xếp vòng tròn mới là cái hòm. 6 tấm đây, 6 tấm dứt đúng không? 6 tấm, 6 tầng. Xây cái nhà 6 tầng dùng. Bà. Nhà bà xung quanh là đồng ruộng, bà xây cho 6 tấm lên, cho cao lên rồi cho sét đánh trúng đầu bà. Không phải, ui ui mồm à. Tôi sống tâm đức nha, tôi ngồi tầng 6 sét không đánh tôi. Mà cái người mà tà kiến ấy ngồi tầng 1 là có khi là sét đóng luôn qua cửa sổ đánh cái đầu bà đi. Tôi đến tầng 6 tầng đi. 4. Đến 5 tầng đi. 4 thôi. 5 đi. 4. Eo ơi già, tôi kèn cửa từng tầng 1 đi. Ủa, tôi không kèn cửa thì tiền đâu mà tôi để lại cho con tôi. Mà một người nhà bây giờ con bảo phải con tôi à? Ủa, thì con nếu chết tôi mới để tao được con, rồi bắt đầu còn đẻ cháu tôi nữa chứ. Cháu tôi mà cháu bà. Ủa, phải 4, 8 thôi. Mà có hai bà nội này làm giọng gì chứ trời. Còn bà nội này nữa. Bà gả con bà hay là bà bán con bà mà làm gì mà trả giá ra đưa cái điều kiện chứ hả? Cái lương tâm của người mẹ bà ở đâu? Đúng rồi.
bà khỏi đúng vậy chân á, bà không có tư cách nói chuyện luôn. Người ta ghét bà là tại vì bà lúc nào cũng môn đăng hộ đối, mà đâu coi người ta ra cái gì đâu. Rồi bây giờ bà qua bà hỏi cưới thì người ta làm khó bà vậy, đúng rồi, tôi nói đúng không? Đúng. Bà khỏi luôn. Bây giờ nè, bà không gả cho thằng này đúng không, mai mốt nó có chữ quan đây nè ha, tội nghiệp nó đổ lên đầu bà đổ xuống, lúc đó bà không xứng đáng mà làm mẹ nó luôn á. Tôi nói thiệt với bà, tôi nói đúng không? Đúng. Bà im, bà đúng cái gì ở đây hả? Cuộc đời của bà lúc nào cũng sai hết trơn á, bà sai từ cái lúc mà bà không chọn nhỏ này rồi. Thôi bà ơi, tôi nói thiệt với bà ha, bà thích đó nhưng mà tại vì có bà thôi, thử không có bà con người ta gả con gái người ta cho con trai bà không? Tôi nói đúng không? Đúng. Bà im luôn. Thôi bà ơi, tôi nói ha, không gả cho nó đi, mình muốn theo khác nè, đổi quần. Trời bà ơi, tôi nói đúng không? Sai mày, mấy cái này mày sai mày. Mày nhìn mày lại đi, mày 50 tuổi đầu rồi mày có chồng chưa? Chó nó lấy mày, mày mập như một con heo. Cái này mày nói đúng nè. Mày biết sao mày mập không? Bởi vì bao nhiêu cái nghiệp của mày nó không có tỏa được ra ngoài không khí mà nó đi ngược sâu lại vào trong cơ quan nội tạng và từng mạch máu nó phình ra. Mày là cái con mập nhưng mày không biết tư duy. Mày không biết xấu hổ với cái chuyện mày mập. Mày mập mà mày cứ tưởng là mày không mập, ai đụng đến mày mập là mày tưởng là thế này thế đó. Bà nhìn bà lại đi. Mà ốm ghê. Ổn này kia như ra đi nhà bà ơi. Không có cãi nữa. Bây giờ tóm lại là hai bà có cho tụi nhỏ cưới hay là không? Cưới.